Đoàn Hương Nam của tụi em. BD cho nó dễ thương, nó lịch sự, ăn ở đâu ra đó đàng hoàng. Con chọn mấy chú BD. Nói cái gì mà không nghe gì hết trơn á. Ta nói là ta mệt rồi. Dàn thiệt hay dàn giả vậy? Dàn thiệt không với chị. Sao xin nó nhờ vậy? Tôi nói rồi nha, không ở lại đây. Tôi không có đồng ý. Chị ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đi gì mà cái đắt túi gì chết vậy? Tụi ở dân. Đi đâu mà dội vậy? Té nè. Sao mặt mày đứa nào nay sáng sủa mà sao nói tiếng không biết nghe vậy? Tuột quần xuống. Chi vậy? Cho tôi đội chứ làm cái gì? Cô lại mấy má, kéo lên kéo lên. Ôi. Anh yêu. Anh yêu đi luôn. Trời ơi. Mày đã làm bại hoại gia phong. Chúa vừa bụng mày nữa hả? Mày là cái thứ là cạn tàu ráo máng nhằm móc dại chó đẻ. Mày. Nếu như con gái tao về làm vợ mày thì nó sẽ mấy khổ rồi. Chị đó nha, sống ẩu lắm nha chị. Ê bà già. Nè bà đừng có nói với tôi hả? Bà nói một đường mà làm một nẻo nha. Bà nói mà cho nó đi, rồi cuối cùng bà không cho nó đi, bà nhốt nó rồi phải không? Ai vậy? Là chị đây. Là năm chị nè. Lây nha. Lấy gì chị? Bê đê. Lây.